các bạn đang dính vào nợ xấu, bây giờ các bạn vay thêm nữa thì thực sự là khó để vay thêm. Và các bạn vay thì làm sao? Các bạn hãy cố gắng là để các bạn làm sao các bạn có thể thêm nguồn thu, các bạn thêm thu nhập để bạn trả hết cái khoản nợ của bạn á. Hello, xin chào bạn. Ở video này thì Dũng sẽ chia sẻ với các bạn một chủ đề Dũng nghĩ là rất quan trọng đối với anh chị. Đó là việc hiện nay ngân hàng đang hạ lãi suất rất thấp. Vậy thì chúng ta có nên vay ngân hàng hay không? Và vay thì ai nên vay còn ai không nên vay? Đúng không? Thì ở video này thì chúng ta sẽ làm rõ và giải thích một cách dễ hiểu nhất để các bạn có thể hình dung rằng là vậy thì khi ngân hàng hạ lãi suất như vậy thì đâu là cơ hội cho chúng ta và đâu là cái ranh giới mà chúng ta không nên động đến, đúng không? Thì chúng ta sẽ bắt đầu vào video. Chúng ta có thấy rằng là mấy ngày hôm nay thì liên tục các ngân hàng đã có những cái thông báo hạ lãi suất với mức nói chung là lý tưởng trong nhiều năm nay. Và chúng ta thấy rằng là từ đầu năm cuối năm 2022 đến đầu 2023, mức lãi suất nhảy lên một cách kinh khủng, đúng không? Có thời điểm lên đến 13-14% một năm. Và bây giờ thì sao? Bây giờ đang quay về mốc 6,5-7%, hơn 7% một chút. Thế như vậy là gì? Chúng ta có thể thấy rằng là cái mức lãi suất giảm sâu như vậy thì đây là cơ hội cho ai? Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp, cho các nhà đầu tư cá nhân. Chúng ta có thể tiếp cận vốn, chúng ta có thể làm sao? Chúng ta có thể vay vốn, chúng ta làm sản xuất kinh doanh. Và chúng ta kinh doanh để chúng ta tạo ra lợi nhuận nhiều hơn, bởi vì chi phí đầu vào liên quan đến việc vay vốn giảm đi thì các bạn sẽ có lợi nhuận cao hơn, đúng không? Và đây Dũng nghĩ là một cơ hội tốt. Tuy nhiên có một cái điều nó đang không được happy lắm, đó là việc nhiều doanh nghiệp thì hiện nay là không có đủ điều kiện để có thể tiếp cận vốn do ngân hàng bơm ra, đúng không? Kể cả các nhà đầu tư cá nhân vậy thôi. Và nói thì nói về cái góc độ là tốt cho những người có điều kiện, còn những ai mà không nên vay thì Dũng sẽ đi vào vế đầu tiên, đó là những người không nên vay ở thời điểm này. Và kể cả hết khủng hoảng thì các bạn cũng không nên vay. Khi các bạn chưa hoàn thiện được điều này, các bạn chưa cải thiện được thì việc các bạn vay ngân hàng nó chỉ là áp lực cho các bạn. Và làm sao? Nó không những giúp bạn tiến lên mà nó còn kéo bạn đi xuống. Đầu tiên chúng ta sẽ đề cập đến đó là các bạn đang không có dòng tiền hàng tháng ổn định. Chúng ta có thể nói đơn giản như này: cái tiền thu về của bạn hàng tháng chỉ đủ cho việc chi tiêu hàng tháng của gia đình bạn và bạn. Nó không có dư giả ra. Mà nếu như bạn vay tiếp vào, đúng không? Bạn vay vào bạn không có mục đích sử dụng cụ thể, bạn đem đi đầu tư nhưng bạn lại không có kiến thức thì làm sao? Nhỡ mà chúng ta chọn không đúng thì trong trường hợp này bạn sẽ lâm vào tình trạng là áp lực tài chính và bạn sẽ dẫn đến tình trạng bán tống bán tháo và thậm chí là phá sản, nợ thêm. Trường hợp thứ hai thì sao? Trường hợp thứ hai là chúng ta phải tính đến là những cái trường hợp mà hiện nay đang dính vào nợ xấu. Các bạn đang dính vào nợ xấu mà bây giờ các bạn vay thêm nữa thì thực sự là khó để vay thêm. Và các bạn vay thì làm sao? Các bạn hãy cố gắng là để các bạn làm sao các bạn có thể thêm nguồn thu, các bạn thêm thu nhập để bạn trả hết cái khoản nợ của bạn á. Sau đó chúng ta mới tính đến việc vay và đầu tư. Và nếu như chúng ta vay, đặc biệt là các bạn vay xong để vay cho tiêu dùng, vay để mua sắm xe ô tô, mua nhà cửa, và bạn hình dung rằng xe ô tô nó như là một tiêu sản. Nếu như ví dụ bạn mua vay để bạn mua, bạn chạy taxi, bạn chạy xe tải thì điều này thì Dũng đồng tình với các bạn, bởi vì đó là tài sản và bạn kiếm tiền, nó đem lại lợi nhuận cho bạn, đem lại cho bạn nguồn thu nhập hàng tháng thì Dũng đồng ý. Còn nếu chúng ta vay để chúng ta mua để chúng ta thể hiện, đặc biệt giai đoạn này không nên, điều này hoàn toàn không tốt cho bạn. Một đối tượng nữa mà Dũng nghĩ là không nên đầu tư, không nên vay, đó là các bạn đang không có quỹ dự phòng cho mình. Quỹ dự phòng tài chính thì Dũng có một video chia sẻ về quỹ dự phòng tài chính và vì sao chúng ta phải có quỹ dự phòng tài chính, thì các bạn có thể xem ở trong fanpage của Dũng thì Dũng có chia sẻ rất cụ thể và các bạn sẽ vào xem. Vì đây video này cũng không nhiều thời gian, không thể chia sẻ hết các bạn được mà cùng một chủ đề, một nội dung. Và đó là với những người không nên vay, đúng không ạ? Thế còn những người nên vay thì sao? Những người nên vay thì thực sự ở giai đoạn này, khi mà lãi suất ngân hàng ở mức thấp như vậy, là cơ hội rất tốt để cho bạn có thể sở hữu thêm cho mình tài sản. Tại sao lại như vậy? Vì Dũng chia sẻ này, như Dũng và đồng đội của Dũng khi đi đầu tư thì sử dụng đòi bẩy ngân hàng với mức lãi suất 9% một năm, là một mức lãi suất tuyệt vời, chấp nhận được và nó rất là lý tưởng rồi. Và bây giờ chỉ còn bao nhiêu? 6,9% một năm thì quá tuyệt vời luôn. Nếu như bạn có cho mình
một lượng tiền mặt sẵn rồi, cộng với điều gì ạ? Đó là bạn có tài sản thế chấp. Thì việc đầu tiên bạn nên làm bây giờ gì ạ? Đó là đem tài sản đó ra ngân hàng, nhờ họ định giá, nhờ họ làm sẵn hồ sơ. Để làm sao? Để mà bạn chờ đợi, bạn tìm kiếm có cơ hội nào tốt, cơ hội nào đầu tư ngon thì hãy sẵn cái khoản vay đó để bạn đầu tư. Tuy nhiên phải lưu ý lại cho Dũng một điều, bạn phải có dòng tiền, tức là bạn công việc kinh doanh của bạn nó phải ổn định và nó đem lại cho bạn dòng tiền đều đặn hàng tháng để bạn có thể chi trả cái khoản vay này. Chứ không phải là bạn không có dòng tiền bạn vay thì Dũng không khuyến khích, bởi vì vay như thế rất mạo hiểm, vay như thế rất nguy hiểm cho bạn. Nó không những giúp bạn có thể gia tăng được tài sản đâu, mà ngược lại nó sẽ làm bạn mất đi tài sản. Đấy. Do vậy thì có sẵn tiền mặt, có tiền đối ứng và có dòng tiền hàng tháng thì xin chúc mừng bạn. Ở giai đoạn này Dũng tin chắc rằng bạn sẽ có quá nhiều cơ hội để sở hữu thêm tài sản, bảo vệ đồng tiền của mình, đúng không ạ? Và như vậy là chúng ta thấy là đây là giai đoạn mà nhà nước đang áp dụng chính sách nới lỏng tiền tệ, thì tiền sẽ được bơm ra thị trường rất nhiều. Nhưng vấn đề làm sao để chúng ta có thể tiếp cận được với nguồn vốn đó, đấy lại là một câu hỏi lớn đối với chính bản thân bạn. Và làm sao nữa thì chúng ta phải thấy là khi mà chúng ta muốn vay được ngân hàng thì chúng ta lại phải là người có uy tín với ngân hàng, chứng minh bằng nguồn thu chúng ta, đúng không, bằng công việc kinh doanh chúng ta. Nhưng một yếu tố nữa thì Dũng lại phải lưu ý các bạn là khi chúng ta đã có vốn rồi thì việc đầu tư hiệu quả thì bạn lại phải có kiến thức. Bạn phải biết làm sao lựa chọn vị trí sản phẩm bất động sản chỗ nào cho nó hợp lý, nó có yếu tố gì giúp bạn nó tăng trưởng, đúng không? Bạn định giá sản phẩm nó bao nhiêu tiền bạn có thể mua được, đúng không? Và kỳ vọng nó bao lâu thì nó tăng giá gấp đôi. Toàn bộ những điều đó đều phải có kiến thức hết, kể cả bạn đàm phán làm sao để mua được giá tốt, chọn thời điểm vào thời điểm nào, chứ không phải ai có tiền cũng có thể đi đầu tư bất động sản là có lợi nhuận. Điều đó Dũng khẳng định là không. Và bạn nào có tư tưởng đó thì hãy dẹp sang bên khác đi, đừng có đem tư tưởng đi đầu tư, bạn sẽ thua lỗ một cách ngẫu nhiên luôn, không có một cái điều gì có thể cản lại được, đúng không? Và như vậy là chúng ta thấy rằng, để Dũng tổng kết lại thì khi ngân hàng hạ lãi suất như vậy thì có hai đối tượng, một đối tượng không nên vay và một đối tượng thì nên vay. Với người không nên vay thì làm sao? Tìm cách để chúng ta có thể tăng thu nhập và chúng ta có thêm tích lũy. Còn người đã có dòng tiền, có tài sản thì hãy làm một việc đi ngân hàng và làm sẵn hồ sơ vay, chờ cơ hội để đầu tư. Và bạn nào cần tư vấn có thể inbox riêng, Dũng sẽ hỗ trợ các bạn. Và nhớ hãy like, follow và chia sẻ nội dung video này nếu các bạn cảm thấy hay, để có thể lan tỏa cái giá trị đến mọi người nhiều hơn. Và xin chào, hẹn gặp lại các chị ở những video sau.